Và đây là món sườn BBQ Thục đã nướng xong rồi đây. Này mọi người xem này, cái tảng sườn này rất là ngon. Đấy. Hôm nay Thục sẽ ăn sườn nướng BBQ cùng với mì tôm nha mọi người. Ăn mì tôm sườn nhé. Xin mời mọi người cùng ăn với Thục nha. Hey, mọi người xem này, ngon quá. Bây giờ Thục sẽ bóc cho mọi người xem cái sườn này ấy, là nó lột được cả xương ra luôn nha mọi người. Cái này nó chắc là phải đi găng tay vào. Hey, Thục sẽ bóc cho mọi người xem nha. Lúc nãy cái không đi bóc tay vào là nó khó. Đây, wow. Mọi người xem này, đi này đường này cứ xem một cái này. Đấy. Mình nướng ấy, nướng sườn BBQ ấy, nướng xong là cái phần xương này nó phải lóc được ra như thế này nha mọi người. Wow. Đấy. Như này là chuẩn này. Quá tuyệt vời. Thục sẽ lấy kéo cắt ăn cho nó lịch sự xíu. Mời mọi người nha. Mọi người xem, cái miếng thịt ấy nó mềm mà không bị khô nha. Ăn ngon tuyệt vời luôn. Sườn ấy nếu mà mình nướng mà nó bị khô ấy thì là không đạt tiêu chuẩn và sẽ không ngon nha mọi người. Hôm nay Thục nướng cái này rất là ngon, vị vừa phải luôn. Thục chỉ chấm với một chút tương ớt à. Và cái này là mayonnaise thôi, không cần thêm gia vị gì nữa. Vừa, ngon. Cái thịt này mình nướng qua đêm rồi cho nên nó thấm gia vị vào. Nó thấm gia vị vào cho nên là ăn là rất là ngon luôn. Đậm vị. Lột cái miếng xương này ra cho mọi người xem. Dạo này bụi dịch bùng phát nhiều ấy mọi người, nên là hạn chế đi, chẳng dám đi đâu. Có đi mua đồ gì cũng đi nhanh chóng để về thôi, không dám đi đâu, không dám ở ngoài đường lâu. Cũng sợ. Đài Loan thì cũng đang nằm ở trong cái mức là an toàn ấy. Nhưng mà mình cứ phải giữ an toàn cho bản thân mình trước đã. Tốt nhất là hạn chế đi đâu. Ở Việt Nam mình thì bây giờ bệnh viện Bạch Mai như một cái ổ dịch rồi. Sợ quá. Và mấy triệu mấy nghìn người ở trong đấy. Ngon quá. Tăng cái sườn to bự. Cái đoạn này á, mẹ mua cái này á, là nó là sườn non ấy, nên cái đoạn này là mình không bóc ra được, chỉ có phần trên này nó là cái sườn
cả một cái miếng sườn luôn ấy, miếng xương ấy thì mình bóc ra được, còn đoạn này là sườn non nên mọi người, sườn non thì mình không bóc được. Cảm ơn cái mayonnaise cho mình ăn cho. Coi cái vị của nó. Cái mayonnaise cũng rất là ngon. Béo ngậy. Cắt cái phần sườn non này. Đấy. Mất công bày biện đẹp đẽ từ nãy giờ đấy. Ướp cái thịt này qua đêm ấy, tính ra là 15-16 tiếng ấy mọi người, cho nên là nó thấm gia vị nó ngon lắm. Mọi người nếu mà có nướng ấy, thì cũng nên là để thời gian là lâu một chút nhé. Càng để lâu thì cái này nó ngấm cả vào nó càng ngon á. Này. Đấy, bóc một phát là ra. Sao mà nó lại ngon thế này. Mì tôm này tục đổ nước vào ngâm rồi, bây giờ chắc là có thể ăn được rồi. Ăn vài miếng mì tôm. Không phải lát nữa này nó nở hết ra này. Ăn một bát là thành 2-3 bát luôn á. Hôm nay là tục ăn là thịt sườn nướng BBQ này nên là tôi không nấu thêm món khác nữa, chỉ ăn mì tôm thôi. Mì tôm xong thì cho kim chi vào bên trong, ngon lắm. Cắt bằng miếng sườn nhỉ, cho vào mì tôm ăn. Hôm nay Thục mua cái tẩm sườn này là 3 cân Đài Loan thì khoảng độ 2 cân tiền Việt Nam mình, 2 cân Việt Nam mình. Thục nướng nghĩa là 2 tảng, nhưng mà để lại cho con trai một tảng rồi. Mình ăn tảng lớn thôi. Người to ăn được tảng to, người nhỏ ăn tảng nhỏ. Ngon quá. Ăn mì tôm cũng ngon. Đúng bài đúng vị. Ăn sườn nướng BBQ uống Coca chuẩn, không cần phải chỉnh nữa. Quá ngon. Mọi người thấy không? Cũng không có cần phải sướng như này là nộp nó cái
từng thớ thịt nó ra và xương mình lột nó ra luôn. Để có cái đoạn dưới này thì để mình cắt nó cho nó dễ một xíu, bởi vì nó có cái sườn ấy, cái sườn nó bám lẫn vào thịt. Ăn lasagna. Ngon quá. Cái trong cái lớp rẽ sườn phía trong này nó có một chút mỡ luôn, đan xen vào nên ăn là nó béo ngậy luôn. Hôm con này khoai tây Thục không nướng mà cũng không chiên, mà Thục chỉ luộc lên để ăn thôi. Để Thục ăn cái này nó có mỡ có thịt rồi, mình ăn luộc cái này không thôi, giảm bớt dầu mỡ. Tất cả rau Thục đều luộc không nướng, măng tây cũng thế. Ngon quá, ngô ngọt ngọt ngon, nó ngọt ăn đã quá. Ở Đài Loan đấy mọi người, cách đây khoảng độ tầm hơn một tuần ấy, tự dưng người cũng bị hoảng loạn, mất mất 1-2 ngày mọi người dân là cũng sợ đi siêu thị ấy để mua đồ dự trữ. Vài cái siêu thị nhỏ gần khu vực nhà Thục đây đi ra, mình đi mua ít đồ linh tinh thôi mà trắng trơn luôn. Mì rồi những cái kiểu là có thể để được lâu ấy là sạch banh luôn. Nhưng mà chỉ mất khoảng 1 hoặc 2 ngày thôi. Bây giờ thì nó vào nó ổn định, nó không thấy có gì nữa. Trời. Mấy hôm đấy á là báo đài rồi ở bên Mỹ với lại bên Italia. Đúng rồi. Người bị bệnh nhiều quá, dân hoang mang sợ. Nhưng Việt Nam bây giờ cũng thế, đóng cửa hết tất cả hàng quán. Máy bay bây giờ cũng không bay nữa rồi. Nguy hiểm thật, lo sợ. Này cái mỡ. Ngon quá trời, ngon luôn. Ngon quá. Dịch bệnh như này chả biết đến lúc nào thì nó mới giảm. Đáng lo cả. Mấy hôm đấy Thục cũng nghĩ là không biết là mình có nên đi mua một ít đồ để nhà không. Cái bình thường ấy mà nếu mà không ấy thì chắc là mẹ con ở nhà không có gì ăn. Mình Thục quen rồi, toàn đi ăn chợ ngày một à. Bên này thì rất là nhiều nhà họ mua đồ để đông ấy, trong tủ đông thì để ăn cả tháng không hết. Họ quen rồi. Mà họ không có cái khái niệm là mua đồ tươi ở chợ với lại đồ đông lạnh đâu mọi người. Bởi vì cái đồ đông lạnh của người ta ấy nó cũng được sơ chế từ đồ tươi nguyên, đóng lạnh, đóng đông lại và hút chân không ấy. Nên là khi ăn là cái chất lượng của nó vẫn là tốt, nó không bị hỏng. Nên dân họ mua các cái đồ đông lạnh là dự trữ cũng rất là nhiều. Mình cũng hơi bị hoang mang, hơi sợ. Nhưng mà sau cách có ngày hôm sau đi ra, đi các trailer của các cái giống như Bixi ở mình ấy, các siêu thị lớn thì vẫn còn nhiều lắm. Em bảo à, thế là yên tâm mà cũng không sợ lắm. Nhưng mà vẫn phải hạn chế đi ra đường. Đài Loan thì chưa thấy có ca nào tăng thêm ấy, nhưng mà mình vẫn phải phòng. Việt Nam mình bây giờ quá nguy hiểm, sợ thật. Giờ Thục có muốn về cũng không dám về. Không phải vì là mình sợ bị lây nhiễm hay như nào, mà mình sợ bị cách ly ấy. Mình về không biết có được 14 ngày hay không, mà cách ly 14 ngày chả làm được việc gì cả, nên là thôi chả về nữa. Chờ mong cho nó qua cái đợt dịch này đi rồi về có công chuyện. Ngon tốt.
hai cái món này uống coca hợp, cực hợp luôn. Chú Quang ăn uống coca nhưng mà uống coca không đường nữa mọi người. Coca không đường, không ăn uống coca có đường, béo mập. Mập cú hù lên. Ngon quá. Bóc thêm một lượng. Cua, đây mọi người thấy không? Giật phát giật cả mình. Ngon tuyệt cú mèo luôn. Nói đến chuyện cách ly ở Việt Nam à, bao nhiêu người sao lại cứ trốn cách ly nhỉ? Cái này à, để bảo đảm cho toàn xã hội, cho tất cả mọi người, chuyện cách ly là cái chuyện bình thường thôi, mà tại sao mọi người cứ trốn để làm gì nữa? Ở Việt Nam mình á, khi mà đi cách ly ấy là còn được nhà nước sắp xếp cho chỗ ăn ở, phục vụ cơm nước. Chứ ở bên này không có đâu, phải tự cách ly, tự bỏ tiền ra mà thuê chỗ để cách ly ấy. 14 ngày mà thuê khách sạn hoặc cái mà cách ly là không phải là chuyện nhỏ, còn ăn uống nữa. Những người mà từ vùng dịch về ấy mọi người, chính phủ họ có một cái vòng đeo vào tay này. Mình đeo vào tay ấy, trong đấy khi mà mình khai báo ấy, mình sẽ cách ly ở đâu là người ta sẽ định vị của mình ở đấy. Nếu mà đi ra khỏi cái khu vực cách ly ấy, là sẽ có tín hiệu báo là sẽ bị công an bắt. Không sung sướng được giống như ở Việt Nam mình đâu. Được nhà nước nuôi, ăn, để đi cách ly, nhà không có đâu. Ngon quá. Hôm nay thử mua là cái khoai tây này nó dẻo dẻo, luộc lên ăn ngon hết. Nướng này nó săn cái bề mặt lại, rất là thơm. Bên trong thì mềm, lóc xương ra. Ngon tuyệt vời. Đúng là người ta có dĩa, người ta cắt cắt để cho nó sang chảnh, mình không có rồi. Thế kéo cắt rồi bóc ăn, kém sang. Phần này là cái phần mà có nhái sụn này. Ngon miễn bản luôn. Mm.
mề đúng bạn, rất là ngon. Bên này bây giờ dân họ cũng hạn chế đi lại, đi ngoài đường nó cũng ít người. Nhiều người ấy, là người ta thích nhai cái sụn này, xào chua ngọt đấy, xào bằng cái sụn này rất là ngon này. Ngon. Cái tản sườn này ấy, hôm nay Thục nướng nó tính ra là mất 1 tiếng rưỡi ấy, mọi người. Nướng 1 tiếng rưỡi nó mới chín được cái tản sườn này đấy. Chưa kể cái thời gian mình ướp mất qua đêm 10 mấy tiếng đồng hồ nữa. Làm được cái món này rất là lâu thời gian. Nhưng mà ăn thì rất là ngon, thấm gia vị đều, màu thì vàng. Mình tư yeah. Đúng vào cái cục mỡ, ăn vào cái cục mỡ ngấy dùng mình ngon lắm. Ăn thịt nhiều quá đúng không? Mà không kèm với các cái rau này chắc là không ăn nổi. Một cái tảng thịt như thế này. Dứa cũng rất là ngọt. Chính là bên này vẫn đang còn rất là an toàn. Chính phủ họ quản lý rất là chặt. Họ thắt chặt từ cái khâu từ khâu hải quan đi vào ấy, là họ đã thắt chặt rồi. Cho nên là người dân họ cũng yên tâm, trẻ con không phải nghỉ học, vẫn đi học bình thường. Và bây giờ Thục xin dừng video lại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết. Mọi người đừng quên ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ cho Thục nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thục. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.